Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 41. Ăn mày học cách tạo mạng. Có một gã ăn mày là Kỷ Đại Phúc cũng tới lui chòi rơm lễ bái hòa thượng. Gã thỉnh vấn hòa thượng: tại sao đời này cô lại bần cùng như vậy? Hòa thượng giảng giải đạo lý nhân quả ba đời và nói với gã: trong kinh thư nói, do nhân gì ở đời nay được phú quý là bởi đời trước trai tăng bố thí người nghèo, do nhân gì mà đời này chịu cảnh nghèo hèn là bởi đời trước keo kiết không muốn cứu tế người nghèo. Kỳ Đại Phúc nói: con thường tự nghĩ con đã không làm chuyện gì thiếu lương tâm, mà giờ đây bị cảnh cùng khốn phải đến từng nhà xin ăn, vậy chắc là do đời trước con đã keo kiệt bủn xỉn không biết bố thí. Ngài có biện pháp nào cứu giảng cho đời sau này của con không? Hòa thượng đáp: quân tử học cách tạo mạng, chỉ cần ông bắt đầu từ đây, nỗ lực làm việc thiện, quảng tích âm đức, tức ông có thể tự tạo cho mình một vận mạng mới. Vậy thì có phúc nào mà cầu không được? Ngày xưa có vị Chu Kỳ cũng là ăn mày, nhưng từ lúc ông ta hiểu rõ đạo lý nhân quả báo ứng, rồi nỗ lực tích lũy công đức, tu tạo cầu sông thiện, mà đời sau ông đầu thai trong nhà đế vương, thọ hưởng tôn vinh phú quý ở ngôi vị thái tử. Đây chẳng phải là đã tự cứu giảng vận mạng của mình hay sao? Kỳ Đại Phúc nghe xong rất đổi vui mừng, phát nguyện từ đây sẽ tích thiền tu đức và thỉnh cầu quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, lúc đi xin ăn, miệng ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật không gián đoạn. Khi xin được tiền gạo, ông đem tế bần giúp người, và qua nhiều năm tháng, ông đều làm thiện như vậy, không tiếc sức lực. Vào mùa đông năm Dân Quốc thứ 29, 1940, ông biết trước ngày giảng sanh mà an tường qua đời trong tiếng niệm Phật. Ha ha ha,